ăn rồi. Ủa bên kia có đi được chứ? Ở đây là cái gì? Gọi điện nó rè kìa. Mình đi quanh đó được mà. Không được. Được, đi qua đó đó. Đi lên đó được không? Được. Lên chỗ nào ta? Khách nước ngoài không? Trời ơi, có sương mù kìa mọi người. Có sương mù kìa. Ở trên đỉnh đèo Hải Vân đi bên đó trước, đang chút mình đi bên kia. Hay là nó tưởng nhớ cái đài mùa thấy chưa? Còn sương mù thì ba veo veo veo. Thấy cái đỉnh kia đi anh ơi. Đẹp quá em. Ngói nha, ta làm thì nhỏ nhỏ nè. Mùa thấy cái nhà không? Thấy cái nhà. Cái đỉnh kia rất là cao đây. Mà không qua được. Giờ em đi qua bên kia. Sáu đơn vị. Ừ.
这些都是新的，这些都是旧的。 Rồi cứ biển ra Đà Nẵng luôn. Lát cái cạnh chụp mấy tấm là cái cạnh nó gãy luôn rồi gãy nè. Đây là trên đỉnh đèo hay Văn? Ừ, đúng rồi. Giữa đèo á. Quanh ba miền rồi nhau. Mát nha. Nó phê phê luôn. Đây là hải đăng quang giữa đây là cũng như là cái mấy cái lũ cốt hồi kia người ta chiến tranh cái lũ cốt bên kia là Đà Nẵng nha mọi người. Đây khách nước ngoài nhiều lắm mọi người. Chồng điện thoại tại đây. Hẻo Văn Quang. Rất là hấp dẫn. Đó mọi người. À, chào bọn em sẽ đi vòng vòng rồi trước kia vòng rút lực kia nha. Đó đi vòng lực kia ra Quế nha, ra Quảng Trị nha mọi người. Bắt đầu là chiều đi quay lại nha. Đi chưa? Đi xuống dưới mà chú. Không được anh, cổng đi vô thôi. Cổng đi vô thôi. Mình đi ra cổng đó anh. Đi về là đi đường nghèo. Đường này. Ở đó cổng vô. Ừ. Cổng cổng vô. Này có lô cốt không mọi người? Không có gì hết. Người ta đi trống thôi.
hay là đi xuống. Đây khách nước ngoài rất là nhiều nha mọi người, chủ khổ khách nước ngoài luôn. Ở nhà thấy nó xây bài bản, tặng là có những cái tảng đá to, người ta xây thành một cái bức tường nha cả nhà, rất là kiên cố. Có hai chú ngựa đứng hai bên. Chút giờ mình đi xuống dưới ha, di chuyển ra Quảng Trị. Ở đây là tất cả những xe người ta đứng lại đây, cô chú chị đứng lại để chiêm ngưỡng. Không được anh chụp cái này cho em. Dạ không để em chờ em xíu em làm cho anh câu này trắng xong đã. Cái màn hình này nó không. Quá đẹp bạn ơi, đi về nghe. Một hai đi về. Quá đẹp. Chào cả nhà, thì em kết thúc clip ở đây đây cô chú anh chị. Đó, giờ di chuyển ra ngoài quản trị nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ cho tình miền một lần ký chia sẻ nha cả nhà ơi.